Xin chào mọi người và nhất là các em trai, em gái tuổi Canh Ngọ. Đây là video clip anh Ba Tử Vi sẽ chia sẻ những cái kiến thức về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm dựa theo tử vi của người Việt Nam từ xưa đến giờ. Đây là một cái năm có thể nói là sẽ rất không có tốt đẹp với người tuổi Ngọ. Vì sao? Vì là năm nay là năm Tý, năm Canh Tý, thì những cái tuổi như là tuổi Tý là bị trực thái tuế này, tuổi Ngọ bị xung thái tuế, và tuổi Mão là bị hình thái tuế, và tuổi Dậu là phạm thái tuế, tức là bốn tuổi chịu thái tuế của lục thập hòa giáp. Cho nên là Canh Ngọ cũng không có tránh khỏi nằm trong cái chuyện mà bị xung khắc, bị gọi là xung thái tuế. Và người đặc biệt là nam mạng Canh Ngọ là còn có cái sao Thái Bạch nữa. Đây là năm rất là dễ lung lay trong cái việc gia đạo tình cảm của cái người Canh Ngọ, cả nam lẫn nữ mạng. Nhưng mà nam mạng thì chịu nhiều thiệt thòi hơn, vì nó ảnh hưởng đến cả đường tài lộc khi có hao tinh Thái Bạch là sao chủ của năm. Nữ mạng thì tốt đẹp hơn một tí với sao Thái Âm, mà sao Thái Âm thì còn có cái tên gọi khác là tài tinh. Tuy nhiên năm nay là thiên vận quá xấu, dù có tài tinh đeo trong mệnh nhưng mà mình bị sự chi phối của cái vận xung thái tuế, cho nên là cũng không có gì là khởi sắc. Từ đầu năm đến bây giờ đó thì rõ ràng là các em đã cảm nhận thấy cái sự khó khăn, không có nhiều cái thuận lợi ở trong cả công việc cũng như đời sống tình cảm gia đạo. Thì để mà có thể vận cái 6 tháng cuối năm như thế nào về tử vi, về cái cách viết của sách vợ người ta để lại, thì mình phải xem coi là tử vi của cả năm nay, cả nam lẫn nữ mạng của người Canh Ngọ sẽ ra sao. Để nói sang một tí xíu như thế này nè, người Canh Ngọ đó, thì trong các cái chữ Canh đó, thì nhiều người rơi nói là Canh đó là Canh cô mồ quả vì không một mình rồi này kia. Trong ba cái chữ Canh mà cái xã hội đương đại mình chịu nhiều thiệt thòi đó là Canh Tuất 1970, Canh Thân 1980 và Canh Ngọ 1990. Thì rõ ràng là người Canh Ngọ là một trong những cái người có nhiều cô thần và quả tú nhất ở trong cái cung mệnh, đặc biệt là nữ mạng. Bây giờ thì các em mới khoảng 30, hai mấy 30 thì vẫn chưa, 30, 31 thì vẫn chưa cảm thấy cái cô thần quả tú này nó ảnh hưởng đến cái đường hôn nhân gia đạo của mình nó nhiều như thế nào. Vì dù sao thì đi nữa thì thí dụ các em mới cưới từ 24, 25 thì bây giờ mới có 5, 6 năm thì vẫn chưa thấy được cái sự nói chung là cũng còn nhịn nhục được, yêu thương ha. Mới thì cũng vẫn còn nhịn nhục, vẫn còn chịu đựng được với nhau. Nhưng rõ ràng đây là cái điều mà rất là chi phối đối với người Canh Ngọ, đặc biệt là Canh Ngọ nữ mạng. Các em có cái cuộc sống về cung phu thê của người Canh Ngọ, nam cũng vậy mà nữ cũng vậy, có nhiều cái biến chuyển rất là xấu, đặc biệt vào những cái năm như 36, 37, 38 và 41 và 43. Đó là những cái năm mà về cái đường hôn nhân nó rất là dễ xảy đến nhiều chuyện không tốt đẹp. Nếu như là các em thì anh sẽ nhớ cái mốc này, và để vào những cái năm đó thì mình phải ráng mình chịu đựng, hoặc là mình như thế nào đó để mình vượt qua khỏi năm đó thì nó sẽ, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy ha. Thôi trở lại câu chuyện chính của mình là cái tử vi của cả năm sẽ ra sao. Thì người Canh Ngọ thì các em chắc chắn là sẽ phải biết mình là người mệnh thổ. Người mệnh thổ gặp năm Canh Tý tiếp tục là một năm thổ, như vậy thì xét về cái trụ mạng là tương trợ tốt, chủ về một năm ít có cái sự thay đổi, cái sự khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến cái bộ mạng của mình. Không, nói chung là không bị mất mạng đó, có bị bệnh hay là có gì đi nữa, có tật ách đi nữa thì cũng nhẹ nhàng ha. Rồi nam mạng thì có sao chủ là Thái Bạch, một hao tinh gây ra nhiều cái suy hao về tài lộc. Thái Bạch thì thuộc hành kim, người thì mệnh thổ, thổ thì sinh kim, cho nên là càng bị suy hao hơn nữa. Cho nên năm nay người Thái Bạch Canh Ngọ sẽ rất là hao tài, các em nam mạng nhớ cẩn thận. Nữ mạng thì như đã nói hồi đầu, đó là có sao Thái Âm, một cái tài tinh. Người ta nói đây là
tài tinh phúc tinh gì cũng có thể nói là như vậy. Có sao này thì sẽ có may mắn trong đường tài vận, dễ có tài vận bất ngờ không có nghĩ đến ha. Rồi hạn thì nam mạng có hạn thiên tinh đem lại rối rắm tranh chấp, còn nữ mạng thì chỉ là hạn tam kheo đề phòng xây sát tay chân vào các thác xung của mình, đó là tháng tháng 5 âm lịch và tháng 11 âm lịch. Vận niên thì là vận niên rồng gặp mây, đó là long đắc vũ, tốt. Đây là một vận niên có nhiều cái thuận lợi, cơ hội để phát triển cho công việc mới. Nhưng mà nếu là mình thì mình sẽ không tận dụng cái cơ hội long đắc vũ này đâu. Tại vì hãy nhớ rằng mình đang bị năm xung thái tuế, đặc biệt là các em nam đừng đứng núi này trong núi nọ, đang làm chỗ này ngon lành, thấy chỗ kia kêu ngon lắm nhưng mà nhảy qua là chết quất. Ha, cẩn thận. Thiên can thì chữ canh của canh ngọ và chữ canh của canh tí đồng hàng, cho nên bộ mạng và các quan tài lộc và công việc chắc là không có vấn đề gì nếu tiếp tục ở những công việc cũ. Không có khó khăn thì khó khăn chung của thiên vận của cái năm canh tí này, có dịch bệnh, có suy thoái kinh tế thì khó khăn chung, nhưng mà công việc của mình nếu ơn việc cũ thì vẫn đều đặn mà bước đi ha. Rồi địa chi ngọ gặp tí, tí ngọ mão dậu, tí ngọ là lục xung, cho nên là đây là một cái năm dự báo sẽ khó khăn về tình cảm gia đạo, thậm chí là còn có tương xung về các cái mối quan hệ thâm giao làm ăn lâu năm, coi chừng người ta trở mặt ha. Nếu là nam thì cực kỳ cẩn thận, nữ mạng thì còn đỡ đần hơn ha. Đó là nhìn chung cái tử vi của cả năm canh ngọ năm 2020, đối với năm 2020. Thì bây giờ là chúng ta sẽ vào cái 6 tháng cuối năm coi các em hên xui nó nằm ở chỗ nào. Thì đầu tiên là phải nói đến tháng 7 âm lịch, tháng chí âm chí hạn. Người ta nói tháng này là âm thịnh dương suy. Người canh ngọ là người dương, dương nam hoặc là dương nữ. Cho nên gặp tháng âm này là chí hạn chí âm này thì phải cẩn thận một tí xíu, dễ gặp trắc trở, dễ gặp chuyện bậy bạ ha. Tháng Giáp Thân là một tháng thủy. Như vậy xét về trụ mạng thủy thì mình là mệnh thổ sẽ khắc thủy. Bản bệnh khắc tháng, bổn mạng và sức khỏe cũng không có gì là quá tốt đẹp, cần cẩn trọng một chút xíu. Thiên can thì canh khắc giáp. Chữ canh của canh ngọ khắc chữ giáp. Thiên can khắc tháng, công việc nhiều rối rắm, cẩn thận suy hao tài lộc đối với nam mạng. Địa chi thì thân ngọ là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp nhau. Như vậy ok, không có vấn đề gì trong cái việc tình cảm gia đạo. Như vậy thì tháng 7 bổn mạng không tốt ha. Công việc không được ok. Lại là tháng âm, mình là người trực dương ha, mệnh thổ mà, người mệnh thổ mệnh hỏa ha. Là đặc biệt là dần ngọ túc với cái tam hợp hỏa cục thì chắc chắn là người trực dương. Gặp tháng chí âm chí hàn thì cẩn thận. Nam mạng đừng nghĩ rằng là cái sao thái bạch chỉ là sao hao suy hao về tài lộc đâu. Đôi khi thái bạch nó không suy hao tài lộc thì nó lại suy hao về bổn mạng và sức khỏe, nhớ cẩn thận giùm nha. Rồi tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm canh tí năm 2020. Tháng trung thu là tháng Ất Dậu, mà tháng Ất Dậu là tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy thì xét về trụ mạng, với thổ tiếp tục khắc thủy của các em, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe và bổn mạng cần cẩn trọng, đặc biệt là đối với nam mạng đề phòng tai nạn bệnh nan nhẹ. Thiên can chữ Ất của Ất Dậu sẽ hợp với chữ canh, đây là thiên can thuộc ngũ hợp. Tháng này là tháng tốt về công việc tài lộc, đặc biệt là với nữ mạng khi có sao thái âm mà thiên can của tháng được tương hợp như vậy thì rất là dễ có tiền tài, công việc sẽ thuận lợi nhiều thứ. Nam mạng thì sẽ nhẹ nhàng đi cái việc suy hao của sao thái bạch ha. Rồi địa chi Dậu ngọ, tí ngọ, mão dậu, dậu ngọ ha, nằm trong cái bộ tứ hành xung, cho nên là cẩn thận việc buồn phiền trong gia đạo tình cảm, đặc biệt là nam mạng. Ai em nào mà chưa có bồ đang có, quên, chưa có vợ đang có bồ, coi chừng cẩn thận gây lộn với bồ nha. Nói trước.
cái này em mất công gây lộn, sau này lên gặp anh ba, trời anh ba nói đúng quá ha. Rồi tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 9 âm lịch là tháng Bính Tuất, một tháng thổ, tháng thổ mình mạng thổ của năm thổ, ngon lành, thổ đồng hành, xét về chủ mạng là bổn mạng sức khỏe, không vấn đề gì, không cần phải suy nghĩ. Nhưng mà nam mạng thì cũng như anh nhắc đi nhắc lại nè, có sao thái bạch thì nam mạng thì nói chung là cũng phải cẩn thận một chút, tuy là biết tốt nhưng mà hãy nhớ rằng là ở trên đầu mình luôn lơ lửng một cái tạ ngàn cân mà treo trên sợi tóc, nó không biết nó đứt, nó rớt chúng mình lúc nào, cho nên là cẩn thận sao qua tạ chiếu mạng đó. Thiên can chữ Bính của Bính Tuất khắc chữ Canh, tháng khắc thiên can, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc. Nam mạng cẩn thận đáo tùng đình, bị kiện thưa về pháp luật, ở trong tháng này thì không tốt đẹp ha. Rồi địa chi ngọ gặp Tuất là sao, thuộc nhóm tam hợp dần ngọ Tuất, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho cái việc gia đạo và tình cảm đâu, đôi khi nó còn tốt đẹp cả về những cái mối quan hệ trong công việc. Hy vọng với cái tam hợp dần ngọ Tuất như thế này thì là sẽ phần nào khắc chế bớt cái việc mà tương khắc của cái Bính hình canh ở thiên can, cho cái công việc nó nhẹ nhàng đi. Biết là chắc chắn sẽ gặp chuyện cũng giống như vậy, là nam mạng sẽ dễ gặp chuyện trục trặc chút chắc khó khăn, nhưng mà đến cuối cùng thì chúng có người giúp đỡ mình để vượt qua cái khó khăn đó ha. Rồi tiếp tục là tháng 10 âm lịch của năm Canh Tý năm 2020, mà tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi, tiếp tục là một tháng thổ, cho nên trụ mạng thì cũng tuyệt vời như tháng 9 khi mà anh thổ gặp tháng thổ của năm thổ, ok ha, không có vấn đề về sức khỏe. Thiên can chữ Đinh và chữ Canh á, thì không xung không hợp, Đinh Canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi, ok, không có vấn đề gì về cái công việc như là tháng như là tháng 9 ha. Rồi địa chi Hợi ngọ thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương khắc nhau. Tháng 10 là một tháng khá là êm ả, với mạng đồng hàng thiên can thì không có xung không khắc, địa chi cũng bình hòa tự chủ, cho nên là ổn, tháng 10 khá là êm đẹp. Rồi tiếp tục là tháng 11, tháng này hồi nãy mình có nói sơ sơ ở trên là khá là xung đối với người canh ngọ. Vì sao? Vì tháng 11 chắc chắn là tháng Tý, tháng Tý của năm Tý, thì tháng xung, năm xung của tuổi của mình thì phải cẩn thận. Tháng xung này là tháng hỏa, mậu Tý là hỏa, như vậy xét về trụ mạng là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, bổn mạng tốt, phúc tinh và tài tinh, vì thế phát huy cái tác dụng tối đa của mình. Nghe sáng về tuổi là thấy xung, nhưng mà về trụ mạng là được tương sinh, như vậy thì có xui xui cho bổn mạng cũng không có đến nỗi phải gọi là gì, đi diện đoàn tụ ông bà sớm, cái này cũng được rồi, mình có bị cái gì nữa nhưng mà còn cái bổn mạng là còn tất cả, đúng không? Rồi thiên can mậu canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, nạp âm của chữ mậu là thổ, mà nạp âm của chữ canh thì là kim, như vậy là nạp âm ngũ hành tương sinh, thổ sinh kim, như vậy thì công việc dễ sinh tài lộc nhưng mà không quá lớn, đừng có mong cầu nhiều. Địa chi Tý ngọ là thuộc nhóm lục xung, mà lục xung là mô tả cái sự đối chọi, chống đối nhau mạnh mẽ giữa hai cái con giáp Tý và ngọ, cho nên là gia đạo tình cảm cẩn thận nhiều rối rắm. Đối với nam cẩn thận những cái việc mà bị tiểu nhân quấy phá, đâm sâu lưng ha, đâm bị thóc thóc bị gạo, coi chừng để mà có thể đạo tụng đình ở trong cái tháng này. Như vậy thì tuy là tháng xung tuổi, tháng Tý năm Tý xung với ngọ, nhưng mà nhờ cái bổn mạng được tương sinh và thiên can thì nạp âm ngũ hành cũng được tương sinh, hy vọng sẽ phần nào khắc chế bớt cái sự rối rắm ở trong cái mặt tình cảm gia đạo và các mối quan hệ của cái người canh ngọ, đặc biệt là nam mạng. Tiếp tục là tháng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, tháng Chạp, tức là tháng Kỷ Mão, mà tháng Kỷ Mão chắc Kỷ Sửu chắc chắn là một tháng hỏa,
Như vậy thì tháng hỏa bổn mạng sẽ tiếp tục là tương sinh với hỏa sinh thổ, bổn mạng và sức khỏe không có vấn đề gì, tốt ha. Thiên can kỷ canh cũng không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, khá giống với tháng 11 khi mậu kỷ là thuộc hành thổ, canh thì kim. Như vậy thì nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, tốt cho tài lộc, không có nhiều cái khó khăn lắm ở trong công việc đâu, đừng có quá lo lắng. Địa chi thì cũng gần gần giống với tháng 11 khi Sửu và Ngọ thì là thuộc nhóm lục hại. Lục hại ở đây hiểu là cái hai cái con này nó tương hại với nhau, cẩn thận gia đạo tình cảm nhiều rối rắm. Ôi như vậy thì tháng 11 và tháng 12 của người canh ngọ, đặc biệt là nam mạng, sẽ có nhiều rối rắm ở trong cái tình cảm và gia đạo. Cho nên là các em nhớ cẩn thận nếu không muốn ăn Tết buồn bã ha. Rồi như vậy thì anh đã tổng hợp cái kiến thức về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm canh tí năm 2020 đối với người canh ngọ cả nam lẫn nữ mạng. Bên cạnh những cái điều khó khăn không tốt đẹp của cái năm xung tuổi, vì mà tí gặp ngọ là lục xung, thì cũng có một vài cái điểm tích cực chứ không phải hoàn toàn là bế tắc. Hy vọng rằng với cái sự chia sẻ một kiến thức nhỏ này sẽ làm cái hành trang để mà các em biết vận dụng làm sao cương giai đoạn nào và nhu giai đoạn nào để mà có được cái năm tương đối thành công, dù rằng đó là một năm xung tuổi. Các em xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong thủy vào cuộc sống cũng như tử vi vào cuộc sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mọi người hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.